Vlogger Trung Quốc lần đầu review xe taxi điện VinFast Việt Nam, netizen Trung Quốc nói gì? Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện video của một vlogger Trung Quốc có tên là Lão Tiết. Trong lúc đi trên đường ở Hà Nội, Lão Tiết đã thấy rất nhiều xe màu xanh và thắc mắc không biết đó là xe gì, hỏi ra mới biết đó là xe taxi điện. Do quá tò mò nên Lão Tiết đã tìm gọi ngay một chiếc taxi để trải nghiệm thực tế. Lão Tiết nói, Việt Nam trong ấn tượng của các bạn có phải đặc biệt lạc hậu phải không? Nhìn sau tôi này, đây là Việt Nam đó. Gần đây khi đang đi trên đường phố Hà Nội, tôi thấy rất nhiều chiếc xe như thế này chạy trên đường. Tôi rất tò mò, tại sao lại có nhiều chiếc xe giống nhau đến như vậy? Họ đang làm gì thế? Hôm nay tôi phải đến đây để giải đáp thắc mắc đó. Những gì bạn thấy ngay bây giờ, đó là những chiếc xe ô tô điện đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast. Đây là một hãng taxi điện vừa ra mắt. Nhìn chiếc xe này rất đẹp, mà màu xanh rất dễ thương, tôi thích nó rồi đấy. Đây là bảng giá cước. Giá mở cửa 1 km đầu tiên là 20.000 đồng, tương đương với 6 tệ. Dưới 26 km có giá 15.500 đồng trên 1 km, khoảng 4 nhân dân tệ. Tập đoàn VinFast còn thiết kế hẳn một phần mềm gọi xe riêng, nên việc tìm kiếm và gọi taxi rất đơn giản, nhưng giá vẫn còn khá đắt. Mọi người nhìn nội thất của chiếc xe này mà xem, nó có một màn hình lớn ở đây. Đi taxi ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, thường là xe i10, Morning, những chiếc xe đó rất nhỏ. Nhưng chiếc xe này rất rộng rãi và hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam. Họ có một siêu nhà máy giống như Tesla vậy. Ngoài ra họ còn sản xuất được cả xe buýt điện nữa. Đó là chia sẻ của Lão Tiết. Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút hàng ngàn tương tác đến từ netizen Trung Quốc. Vậy họ đang nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Màu xe này đẹp, đa dạng màu sắc hơn xe trong nước. Việt Nam bây giờ hiện đại như vậy, họ có cả taxi chạy bằng điện. Tôi vừa nghe tin Hà Nội sẽ cấm xe máy từ năm 2030, lúc đó xe điện của họ sẽ lên ngôi. Không có gì ngạc nhiên khi trong khu vực bình luận có nhiều người không tin họ có thể làm được xe ô tô điện, đến người Việt Nam còn suốt ngày chê xe của họ nữa mà. Khí hậu Việt Nam hoàn hảo cho xe điện, tiếc là thương hiệu của Trung Quốc tại Việt Nam đã bị hủy hoại bởi xe máy, ô tô cũng đã thua, thời gian tới sẽ là các dự án đường sắt cao tốc. Biển số xe của Việt Nam có màu trắng đen phải không? Vì sao ô tô điện lại là biển màu vàng? Biển vàng xấu hơn biển xanh của Trung Quốc, hình như Hà Lan cũng dùng biển vàng. Tôi thích ngoại hình của chiếc xe này, cảm giác đơn giản và tròn trịa. Mặc dù giá xe điện này rất đắt, nhưng doanh số bán xe của họ ở thị trường Việt Nam không tệ. Nhìn cơ sở hạ tầng ở Việt Nam giống như Trung Quốc, chắc được đầu tư bởi các ông chủ Trung Quốc. Tôi dám khẳng định, biển số xe của chúng ta là những biển số xấu nhất trên thế giới. Biển số màu trắng của Việt Nam đẹp, còn biển màu vàng này nhìn cũng không tệ. Ở Việt Nam không có ngành công nghiệp ô tô, tất cả các bộ phận và linh kiện của chiếc xe này đều được sản xuất tại Thâm Quyến. Thị trường nội địa của họ quá nhỏ, phải dựa vào thị trường Trung Quốc hoặc Mỹ để phát triển. Nếu thị trường Hoa Kỳ có thể mở cửa cho nó, đó mới là cơ hội của họ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy Việt Nam lạc hậu. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một chàng trai Việt Nam không? Tại sao nhiều blogger cứ mở miệng ra là bảo Việt Nam lạc hậu lắm nhỉ? Đó là suy nghĩ chung của người Trung Quốc về Việt Nam đó. Trước khi đến Việt Nam, tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều rừng và ấn tượng của tôi về họ cũng giống như các bộ lạc châu Phi vậy. Việt Nam bây giờ có công nghệ cao thế sao? Vì sao vô lăng bên trái, xe Việt không phải vô lăng bên phải sao? VinFast, tôi thấy nó có rất nhiều trên đường phố Việt Nam. Tất cả các thiết bị để sản xuất ra chiếc xe này đều được nhập khẩu và Việt Nam chỉ cần thiết kế một nhãn hiệu riêng của họ mà thôi. Chúng ta cũng có ô tô điện, giá thì đắt, dân không mua thì lỗ. Làm sao giá thành ô tô ở Việt Nam lại rẻ như vậy? Pin của chiếc xe này của ai sản xuất vậy? Không phải ở Việt Nam đang thiếu điện trầm trọng sao? Làm thế nào để bạn sạc thứ này? Hơn 10 năm tôi chưa về quê hương, đất nước của chúng tôi phát triển rất nhanh. Đừng nói Việt Nam, bây giờ chuỗi công nghiệp năng lượng mới toàn cầu thuộc về Trung Quốc. Từ quy mô công nghiệp đến nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ban đầu, châu Âu vẫn có sức mạnh để cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng bây giờ nó đã bị bãi bỏ. Xe buýt rất độc đáo và trông đẹp hơn nhiều so với xe của chúng tôi. Xe buýt của chúng tôi trông buồn tẻ ở bất kỳ thành phố nào. Xe taxi là một chiếc SUV, đó là một ý kiến hay. Việt Nam bây giờ giàu có, không lạc hậu, không nghèo. Tôi cảm thấy rằng đường phố ở miền Nam và miền Bắc rất khác nhau đúng không nhỉ?
tôi đã từng đến Việt Nam một lần, giống như Trung Quốc hơn 10 năm trước, nhưng họ không nghèo. Mới thấy nó giống Travelot, kiểm tra thì không giống, chỉ khác nhãn thôi. Trung Quốc cung cấp công nghệ làm ô tô cho họ, nếu không Việt Nam sẽ không làm được. Công nghệ của họ còn cách xa công nghệ cốt lõi ô tô cao cấp trong nước của chúng ta lắm. Chiếc xe này đã có xe tự lái thử nghiệm ở Hoa Kỳ và cũng có cửa hàng. Tôi cũng cảm thấy chiếc xe này tốt, tôi đề nghị lão Tiết có thể nhập về bán ở Trung Quốc, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghĩ lại, hình như tôi cũng đã nhìn thấy nó trên đường phố Việt Nam. Có vẻ như các phụ kiện cốt lõi của họ đều do BYD cung cấp. Không ngon bằng xe Mitsubishi, Hà Nội thực sự không có phương tiện di chuyển nào tốt, tôi đang định mua một chiếc Winner X. Giờ đây, chiếc xe điện này đã được bày bán trên khắp các đường phố châu Âu và châu Mỹ. Đánh giá từ màn hình dọc, hầu hết chiếc xe này được làm bằng phụ tùng Trung Quốc. Xe VF8 và VF9 của VinFast thiết kế rất đẹp, nhưng nghe nói chất lượng có nhiều vấn đề. Eo của bạn có còn không? Vì Trung Quốc, những đồng bào chưa từng ra nước ngoài nói rằng họ bị bắt cóc khi đến Việt Nam. Chiếc xe này, ngoại trừ logo, tất cả các bộ phận đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tôi đang chết vì cười, bạn thổi phồng nó vừa thôi, bạn vừa kết nối với Internet à? Có bao nhiêu bộ phận bên trong chiếc xe này của họ sản xuất? Bạn có thể không thổi phồng nó được không? Bạn hãy cho tôi biết sự thật. Tôi không ở Việt Nam, nhưng tôi biết được dây chuyền sản xuất không ắc quy của xe này nhập khẩu từ nước ngoài. Có phải bạn nói được sản xuất độc lập tại Việt Nam không? Cùng lắm là xe lắp ráp mà thôi. Người dẫn chương trình này giỏi khoe khoang về Việt Nam lắm. Anh ta đang sợ chúng ta nghĩ Việt Nam nghèo. Điều này làm ảnh hưởng đến anh ta, để anh ta còn lừa người Trung Quốc sang Việt Nam nữa chứ. Đừng tin anh ta, đừng đầu tư vào Việt Nam. Không tính đến sản xuất trong nước, BYD có tỷ lệ tự phát triển và tự sản xuất là 70%, nó có thể chỉ có thể so sánh được với Tesla. Một đất nước sói mắt trắng, tôi coi thường đất nước này. Bạn có thể thổi phồng Việt Nam bao nhiêu tùy thích, bạn không có não. Họ lắp ráp các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc. Tiền này không thì sớm muộn cũng phá sản. Việt Nam là cái gì? Họ làm gì sản xuất được xe điện? Họ chưa sản xuất trong nước, Việt Nam chỉ lắp ráp theo thói quen cũ mà thôi. Càng thổi, Việt Nam làm được bao nhiêu linh kiện, nói về giá cả, người Việt Nam bình thường có mua được không? Người ở đây nhìn Việt Nam, như người ở Đài Loan nhìn lục địa chúng tôi, họ nghĩ rằng chúng tôi không đủ tiền mua mù tạt và trứng gà, vì vậy mọi người đều như nhau. Than ôi, nhiều đồng bào Nam ở Trung Quốc vẫn đang nghĩ về Việt Nam để tìm vợ giá rẻ và sẽ khó khăn trong tương lai. Đó là bình luận của netizen Trung Quốc khi xem được video phía trên. Đa số netizen Trung Quốc đều nhận vơ một cách quá đáng. Họ bảo 99,9% linh kiện của chiếc xe này đều được sản xuất tại Trung Quốc. Việt Nam chỉ làm mỗi logo để gắn vào. Nhưng theo Thời báo Ngân hàng đưa tin, hiện VinFast đã nội địa hóa được 60%, đồng thời sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong thời gian tới thông qua khởi động nhà máy sản xuất pin tại Hà Tĩnh. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.